Charlie Puth, Suga và loạt sao quốc tế đình đám đổ bộ Việt Nam còn kết hợp với ngôi sao V-pop. Thị trường âm nhạc cuối năm nay được dự kiến là nóng hơn bao giờ hết khi nhiều sao quốc tế như Charlie Puth, Taeyang, Big Bang, Suga, BTS được coi là sắp đổ bộ Việt Nam vào cuối năm. Mới đây, sau nhiều đồn đoán, đơn vị tổ chức VinWonders đã chính thức xác nhận về việc Charlie Puth sẽ về Việt Nam biểu diễn. Cụ thể, ngôi sao toàn cầu Charlie Puth sẽ trình diễn chính tại siêu nhạc hội EdWonder diễn ra đêm 22 tháng 7 tới tại Vinpearl Nha Trang. Theo thông tin từ VinWonders, tác giả của bản hit We Don't Talk Anymore sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao và hiệu ứng thị giác xứng tầm hitmaker toàn cầu. Đặc biệt, lần đầu tiên cộng hưởng và tỏa sáng trên sân khấu với ngôi sao âm nhạc hút khách bậc nhất thế giới sẽ là dàn sao đình đám hàng đầu Việt Nam. Sự kiện chắc chắn không chỉ thu hút khán giả Việt Nam mà còn rất nhiều fan của Charlie Puth tại các nước trong khu vực đổ về. Bởi lẽ, Charlie Puth vào hôm qua đã công bố lịch trình lưu diễn châu Á đến tận tháng 10, trong khi khán giả ở Việt Nam đã có thể thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ từ tháng 7. Charlie Puth đang trong quá trình đi tour Charlie Life Experience nên có khả năng rất cao anh sẽ mang setlist trình diễn từ tour lưu diễn này đến trình diễn cho khán giả Việt Nam. Setlist này gồm nhiều ca khúc mới trong album Charlie, bao gồm cả Left and Right với bản audio có Jungkook góp giọng. Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Life Experience còn có những bản siêu hit tỷ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away. Sự kiện cũng là điều khiến khán giả chú ý ngay khi được ban tổ chức thông báo. Với việc ban tổ chức mời được cả ngôi sao quốc tế như Charlie Puth đến tham dự, khán giả hoàn toàn tự tin dàn sao V-pop góp mặt cũng sẽ toàn những sao hạng A, A cộng, thậm chí hạng S. Đáng chú ý, dòng trạng thái của ban tổ chức chương trình cũng ẩn ý về việc sẽ có một màn kết hợp giữa một ngôi sao V-pop với Charlie Puth. Theo ban tổ chức, ngoài Charlie Puth, đêm nhạc còn có nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Thông tin chi tiết về đêm nhạc này sẽ được bật mí trong thời gian tới. Hiện tại, cái tên nghệ sĩ Việt sẽ đứng hòa giọng với Charlie Puth cũng khiến netizen đặc biệt phấn khích. Khán giả hiện gọi tên ca sĩ đình đám nhất Việt Nam là Sơn Tùng MTP. Thị trường âm nhạc cuối năm nay được dự kiến là nóng hơn bao giờ hết khi nhiều sao quốc tế có dự định sang nước ta tổ chức buổi đại nhạc hội âm nhạc chiều đãi người hâm mộ. Bên cạnh việc Charlie Puth sẽ mở concert tại Việt Nam khiến khán giả xôn xao thì những cái tên như Lee Jong Suk, Taeyang hiện cũng đã xác nhận. Ngoài ra còn có tin đồn như Suga, BTS cũng sẽ đặt chân đến Việt Nam. Giữa vô vàn những nghệ sĩ có cơ hội mở concert tại Việt Nam thì cư dân mạng gọi tên Suga, thành viên nhóm BTS. Cụ thể trong buổi livestream ngày 11 tháng 6, Suga bất ngờ nhắc đến Việt Nam và cho biết muốn tổ chức concert nhiều nơi mà người hâm mộ mong muốn. Khi được fan hỏi có nhớ Việt Nam không, anh chàng ngay lập tức cho biết bản thân rất muốn tổ chức buổi ca nhạc trên mảnh đất hình chữ S. Được biết, hiện tại Suga đang có tour diễn solo với nghệ danh August D được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Trước đó vào năm 2015, tất cả 7 thành viên của BTS từng có buổi biểu diễn ở Việt Nam gây náo loạn khán đài. Tháng 6 này chắc chắn không thể nhắc đến sự kiện Sins Festival hot nhất mùa hè. Được biết, sự kiện diễn ra tại Hội An quy tụ nhiều ngôi sao đình đám của showbiz Hàn với những cái tên như Taeyang, Big Bang, BoA, Kim Woo Seok và DJ Raiden sẽ biểu diễn vào ngày 17 tháng 6. Hyun Jeon, SNSD, aespa, Kha, Kihyun, Monster X và Trinity tham gia vào ngày 18 tháng 6. Thông tin này đã được ban tổ chức chương trình xác nhận trước đó. Ngoài ra, vào ngày 28 tháng 10 năm 2023 tới đây, nam diễn viên điển trai của làng giải trí K-pop sẽ có mặt tại Việt Nam để tổ chức buổi gặp mặt với người hâm mộ trong lịch trình Fan Meeting Tour Year. Thông tin này đã được Lee Jung Suk xác nhận. Tất cả những ai là người hâm mộ của nam diễn viên đang đếm từng ngày để được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt ngoài đời.